Chào tất cả các bạn nha. Trong cái video này thì mình sẽ làm ngắn thôi cho các bạn. Trong cái video này thì mình sẽ làm 5 chiếc xe Super Dream và Dream Thái. Thì có 5 chiếc. Ở đây thì mình sẽ báo giá từng chiếc. Thì bạn nào mua được thì liên hệ qua shop xe máy cũ nha. Đây là những chiếc còn khá là ngon và khá là tốt nha các bạn. Chiếc đây là chiếc đồ rim Thái nha các bạn. Chiếc này thì 6 triệu nha các bạn. Còn nguyên rim hết. Còn nguyên rim hết nha các bạn. Từ dàn áo cho đến dàn bên trong còn nguyên rim hết. Chưa có qua sửa chữa hay là thay thế cái gì hết. Các bạn xem kỹ xe một xí nha. Khá là tuyệt vời luôn. 5 chiếc nha các bạn. Bộ xanh đồ còn đẹp hết, mới xúc rửa ra nên là ok hết. Còn riêng hết nha các bạn, chưa có thay thế bất cứ một cái phụ tùng nào hết. Rồi cái chiếc tiếp theo, chiếc đời nữa thì nó hơi cũ hơn một tí. Xe này thì vẫn còn nguyên viên, chưa có thay. Nhưng mà xe này hơi cũ hơn một tí nên là giá nó rẻ hơn. Chiếc này thì 4 triệu nha các bạn. Chiếc này thì 4 triệu. Trong video này chỉ có 5 chiếc thôi. Chiếc này thì 4 triệu. Chiếc này thì rẻ. Cũng một chiếc như vừa rồi nha các bạn. Cũng 4 triệu luôn. Đó, thì 4 triệu luôn nha các bạn. 3 chiếc rồi đó. Thì bạn nào mà có nhu cầu mua rim Thái thì liên hệ qua shop. Nên là rim chính hãng nha, rim Thái. Rồi tới cái chiếc đây. Chiếc đây thì đặc biệt hơn nha các bạn. Chiếc đây thì ngon hơn mấy chiếc vừa rồi. Chiếc này thì 7 triệu bạn. Rim Thái nha. Có giấy tờ đầy đủ hết luôn nha các bạn. Mua bán thì công chứng sang tên rõ ràng cho các bạn. Những bạn ở xa thì vẫn mua được. Shop thì cũng ship hết cho các bạn luôn. Ship toàn quốc, nhận xe thanh toán. Không phải cọc bất cứ 1.000 nào hết nha. Rồi đây là cái chiếc gọi là chiếc cuối cùng. Cũng là cái chiếc mà đẹp nhất trong cái video này nha các bạn. Xe này thì Super Dream. Còn riêng cứng 100%. Chưa có thay thế hay là làm cái gì hết. Đó. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem từng chi tiết của chiếc xe này. Mình cũng báo trước với bạn luôn. Xe này thì giá nó hơi cao. Chiếc này thì 17 triệu bạn. 17 triệu. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem rõ từng chi tiết của xe. Còn riêng hết nha các bạn. Đúng cái da gốc của cái xe luôn. Mọi thứ là còn đẹp như mơ hết. Chiếc này thì chắc mình nghĩ là chắc cũng nhiều người thích, nhiều người mua này. Nên là ai đến trước thì sẽ lái trước thôi. Tại vì xe này không khác gì xe mới đâu. Các bạn xem. Nhìn thấy là mơ luôn. Trời ơi, từ trên xuống dưới khá là đẹp. Super Dream nha các bạn. Super Dream. Chiếc này là cũng là chiếc cuối luôn nha các bạn. Quá là tuyệt vời luôn.